Ở một đất nước xa xôi, có một ông vua sinh được ba cô công chúa. Hai cô chị đều được nhà vua gả cho những hoàng tử giàu có. Chỉ còn lại công chúa Út, nhưng nàng lại không hề muốn như thế. Và câu chuyện bắt đầu. Kính chào đức vua, tôi là hoàng tử nước láng giềng, xin được mang chút lễ vật đến dâng tặng cho người. Cảm ơn hoàng tử. Công chúa Út, con mau chào hoàng tử đi. Xin chào hoàng tử. Công chúa Út thật xinh đẹp, rất phù hợp với ta. Chẳng hợp chút nào cả, anh vừa xấu xí vừa thiếu tế nhị. Ta rất vui lòng mời hoàng tử ở lại cung điện này vài hôm. Hãy coi đây như là nhà của mình nhé. Sao? Vua cha muốn con cưới tên béo đó ư? Công chúa Út, hoàng tử tuy hơi béo một chút, nhưng bù lại có rất nhiều của cải. Con sẽ không phải lo lắng gì cho cuộc sống sau này nữa. Của cải đó là của ba mẹ anh ta, chứ có phải của anh ta đâu. Anh ta rất ngốc nghếch, con không thích lấy người như thế. Hai chị của con đều lấy những người như vậy, chẳng phải vẫn tốt hay sao? Con không giống hai chị, con muốn lấy một người có hiểu biết làm chồng. Con có giỏi thì đi tìm người như thế mà lấy đi, để xem con có chịu được hay ngày không. Được, con sẽ ra đi, tìm người con mong muốn. Thế là công chúa Út lên đường đi tìm người chồng như mong ước. Nàng ăn mặc giản dị và chỉ mang theo một chú ngựa và một ít tiền bạc để làm lộ phí. À, ở kia có một ngôi nhà, mình sẽ đến đó xin nghỉ tạm. Chắc mày đói lắm rồi hả? Ai đang ăn gắp cỏ của ngựa nhà tôi vậy? Tôi xin lỗi, ngựa của tôi đi cả ngày rồi, tôi chỉ định cho nó ăn một chút thôi ạ. Cô là ai? Tại sao lại ở nơi hoang vắng này một mình? Tôi là công chúa của nước Hà Du. Cô là công chúa? Cô không nhìn lại mình xem có công chúa nào ăn mặc như cô không? Anh không tin thì thôi. Ủa, nhà chúng ta có khách sao? Ba mẹ, cô gái này tự xưng là công chúa nhưng lại một mình lạc đến đây. Ba mẹ thấy có lạ không ạ? Đừng có trêu đùa con gái nhà người ta nữa con. Trời sắp tối rồi, cháu ở ngoài một mình nguy hiểm lắm. Hãy nghỉ tạm lại đây một đêm, mai hãy đi. Nhưng cháu... Cháu đừng ngại, nhà chỉ có ba chúng ta thôi, có thêm cháu lại càng vui. Vậy thì cháu xin được ở lại một đêm. Cảm ơn hai bác ạ. Ngày mai con có đi bán than không? Dạ có ạ. Anh làm nghề bán than ư? Tôi làm nghề đốt than và bán than luôn. Anh cho tôi đi cùng được không? Công việc này vất vả, không phù hợp với tiểu thư như cô đâu. Công việc nào rồi cũng quen, tôi không ngại khó ngại khổ đâu. Tôi muốn kiếm ra tiền bằng khả năng của mình, chứ không muốn trông chờ vào người khác. Vậy thì chúng ta có cùng sở thích rồi, ngày mai cô hãy đi cùng tôi xem sao. Than vừa rẻ vừa tốt đây, đảm bảo không ưng, đền tiền gấp đôi. Cho tôi 3 bao than nhé. Dạ có ngay ạ. Chẳng mấy chốc công chúa đã bán gần hết số than mang ra chợ. Không ngờ là cô bán khéo như thế đấy. Anh hãy chỉ cho tôi cách làm than luôn nhé. Tôi rất muốn học hỏi thêm. Được thôi. Ít lâu sau, công chúa Út vì cảm mến sự chăm chỉ thật thà của chàng trai đốt than nên đã quyết định kết hôn cùng chàng. Ba mẹ chàng trai vô cùng hạnh phúc vì cưới được một cô con dâu xinh đẹp, giỏi giang. Nhờ có công chúa Út giúp sức, chẳng mấy chốc việc bán than ngày càng thuận lợi. Hai vợ chồng họ liền bàn nhau đào thêm một lò than nữa. Hình như dưới này có gì đó. Chàng xem cái gì này? Đây chỉ là một cục đá bình thường thôi mà. Xung quanh đây rất nhiều. Đây không phải là đá mà là vàng đấy. Chúng ta đào tiếp đi. Cứ như thế, công chúa và chàng trai đào thêm được cả một hang đầy vàng dưới lòng đất. Nhờ số vàng tìm được, họ đã cho xây một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ hơn cả cung điện của nhà vua. Chàng hãy đến cung điện đón vua cha của thiếp đến đây. Thiếp muốn vua cha thấy ngôi nhà này của chúng ta. Nàng đừng đùa ta nữa. Thiếp không đùa, thiếp thật sự là công chúa. Thưa hoàng thượng, thần là chồng của công chúa Út. Chúng thần xin mời ngài đến thăm lâu đài của chúng thần mới được xây xong ạ. Lâu đài? Thật là nực cười. Xe ngựa đã đợi sẵn ở bên ngoài rồi ạ. Thôi được, ta sẽ đến thử xem sao. Đây là lâu đài của công chúa Út thật sao? Kính chào vua cha, người thấy lâu đài của chúng con thế nào ạ? Đẹp, đẹp lắm.
không kém gì hoàng cung. Các con đã làm thế nào vậy? Công chúa, con đã đúng. Không gì hạnh phúc bằng tự lao động, tự làm chủ cuộc đời mình. May mắn chỉ đến với những ai luôn cố gắng và chăm chỉ. Dạ, mời vua cha ở lại chơi với chúng con ít hôm ạ. Ừ, cảm ơn hai con. Từ đó, vợ chồng nàng cùng chung sống những tháng ngày hạnh phúc. Họ dùng số tiền của mình để khuyến khích, giúp đỡ những người nghèo khó, được học hỏi và thực hiện ước mơ của mình. Bữa cơm đáng nhớ. Tuấn, Hà, xuống ăn sáng rồi còn đi làm nào. Ngày nào cũng ăn sáng ở nhà, chán ơi là chán. Thôi xuống ăn đi, mẹ đã mất công dậy sớm nấu cho bọn mình ăn rồi còn gì. Nhưng mà ngày nào cũng ăn sáng ở nhà, không cơm rang thì mì tôm, ngán lắm. Em muốn ăn nhiều món khác cơ, nhé. Anh, hôm nay anh nói dối mẹ, mình có việc bận rồi đi ra ngoài ăn nhé. Ăn sáng ở nhà vừa ngon lại vệ sinh, em thật là... Em nói nghiêm túc đi. Nếu anh không nghe lời em, từ hôm nay chia đôi giường nhé, ngủ riêng. Ai lại làm thế? Thôi được rồi, để anh xuống nói với mẹ. Thôi, nhanh còn đi làm nào. Mẹ ơi, dạo này bọn con bận nhiều việc lắm. Chúng con đi làm sớm rồi tranh thủ ăn bên ngoài. Từ mai mẹ không phải nấu bữa sáng cho bọn con nữa à? Mẹ ơi, từ mai mẹ cứ ngủ thêm cho đỡ mệt à? Mẹ không cần phải dậy sớm nấu bữa sáng đâu. Chúng con xin phép đi làm. Con chào mẹ ạ. Con về rồi hả? Lên thay quần áo rồi xuống phụ mẹ nấu cơm. Vâng ạ. Mình đi làm về mệt thì chứ, lại còn bắt nấu cơm. Nào, để mẹ tráng bát cho. Thôi, mẹ cứ vào để con tự làm được rồi. Sao mẹ anh khó tính thế? Em làm gì bà cũng soi. Em nói thế nào ấy chứ? Mẹ là dễ tính nhất đấy, tại em cứ hay suy diễn lung tung. Em suy diễn làm gì? Này nhé, em nấu cơm, nhặt rau, rửa bát, mẹ cũng đứng cạnh chỉ chỗ này nọ. Làm như em là trẻ lên ba không bằng ấy. Không phải vậy đâu. Mẹ biết em không biết nấu nướng, thế nên chỉ bảo thêm ấy mà. Hết năm nay mình sinh ra ở riêng nhé. Cứ thế này em không chịu được đâu, rồi lại mất hòa khí gia đình nữa. Ờ hay, anh là con trai duy nhất trong nhà, ở riêng là ở thế nào? Nhưng mẹ khó tính thế, ngày nào cũng nhắc nhở thế nọ thế kia, em không chịu được đâu. Thôi, chuyện này từ từ hắn tính nhé. Không từ từ được đâu. Hôm nay em đã tới xem dự án nhà ở mới rồi, bây giờ chỉ còn việc gom tiền thôi anh à. Ừ. À, mai sếp lớn của anh tới nhà ăn cơm đấy. Em nhớ chuẩn bị cơm nước chu đáo đấy nhé. Sếp lớn ấy ạ? Ừ, thôi được rồi. Để em tìm xem cách làm mấy món ăn ngon rồi mai em trổ tài. Món gì đây ta? Sếp lớn, hôm đám cưới mình khen em nhiều lắm đấy. Anh ấy bảo em vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Anh lấy được em không khác nào vớ được hũ vàng 10. Chuyện em mà lại... Chà, cô Hà khéo tay quá. Chú Tuấn quả là khéo chọn người. Dạ, con mời mẹ. Mời anh ăn cơm ạ. Cô cho anh xin bát cơm. Anh quen rồi, ăn gì thì ăn, cứ phải làm mấy chén cơm cho nó chắc dạ. Vâng ạ. Thôi chết, làm thế nào bây giờ? Em làm gì mà lâu thế? Xới cơm lên bát thôi mà cũng lâu. Ừ, anh ơi, cơm... cơm sống rồi. Em nấu cơm kiểu gì thế? Nãy mẹ bảo để mẹ cắm nồi cơm cho thì không chịu, cứ thích thể hiện cơ. Thì tại vì mới mua gạo mới, em cứ cho ít nước như gạo cũ. Chết rồi, phải làm sao bây giờ? Con lên nhà tiếp khách đi, đứng đây làm gì? Ừ, vâng, nhưng cơm... cơm sống rồi. Thôi được rồi, cứ để đấy cho mẹ. Thôi con đổ đi, để mẹ cắm nồi cơm mới. Đổ nước sôi vào, chỉ 15 phút là cơm chín ngay.
Mong bác thông cảm, tôi tuổi già mắt kém. Này con dâu nó nhờ tôi cắm cho nồi cơm. Thế mà tôi đỉnh đoán thế nào? Cơm bây giờ chưa chín, bác cứ dùng thức ăn thêm 10 phút là cơm có thôi ạ. Vâng, không sao đâu bác, cháu đợi thêm chút nữa cũng được ạ. May quá, hôm nay mẹ đỡ cho mình một chữ. Nếu không thì mình không còn mặt mũi nào nhìn chồng với khách của chồng. Hóa ra bấy lâu nay mẹ bên cạnh chỉ vậy mà mình cứ nghĩ mẹ khó tính. Phải thay đổi cách nhìn thôi. Đúng là mẹ chồng số 1. Nhà hóa học Kekule. Này, chiều nay mình đi đá bóng đi. Này, cậu làm sao thế? Từ nãy đến giờ cứ thần mặt ra vậy. Tớ nói chuyện cậu không nghe hả? À, tớ đang nghĩ về bài giảng của thầy Lai Biết. Thầy giảng hay quá. Trời ơi, bài giảng đó có gì hay đâu. Hơn nữa bọn mình học ngành kiến trúc, quan tâm gì đến những kiến thức hóa học đó chứ. Không hiểu sao tớ thấy bài giảng của thầy rất là lôi cuốn. Nhất là cái thí nghiệm thầy làm cho bọn mình xem đó. Cậu không thấy hấp dẫn sao? Chẳng thấy hay gì cả. Với tớ hả? Chỉ có những công trình kiến trúc mới đủ sức hấp dẫn thôi. Sao? Con định chuyển ngành học ư? Dạ, con đã quyết định rồi. Mẹ ủng hộ con nhé. Mẹ không đồng ý. Tại sao con có thể vứt bỏ ngành kiến trúc đầy danh giá với những tương lai sáng lạn để theo đuổi cái môn hóa học vớ vẩn ấy chứ? Sao lại vớ vẩn ạ? Đó là một môn học rất thú vị. Hôm nay con đã được xem thầy Lai Biết giảng ở trường. Những thí nghiệm của thầy rất là cuốn hút. Con trai à, con đã biết gì về hóa học đâu. Con phải học lại từ đầu, và như vậy rất mất thời gian và khó thành công. Còn kiến trúc, con đã có năng khiếu từ nhỏ, đạt được thành tựu chỉ trong nay mai thôi. Con nỡ vứt bỏ sao? Mất thời gian và khó khăn thì sao chứ? Con sẽ vượt qua hết. Con tin rằng hóa học mới là con đường tương lai của con, chứ không phải là kiến trúc. Ngày mai con sẽ nộp đơn xin vào Học viện Kỹ thuật Công nghệ. Con sẽ bắt đầu học hóa học ở đó. Mẹ ủng hộ con nhé. Mẹ đã nói không là không. Nếu con dám bỏ học kiến trúc thì hãy ra khỏi nhà này. Mẹ, nghe lời mẹ đi. Cố gắng học tốt ngành của con là được rồi. Con xin lỗi, con không thể làm theo lời mẹ được. Thầy cô Lê, con... Mẹ, con mong mẹ hãy hiểu cho con. Con sẽ theo đuổi đam mê của mình đến cùng. Xin lỗi, cậu hỏi ai? Dạ, em là August Kekule ạ. Tôi rất bất ngờ khi cậu đến đây xin học, bởi tôi đã từng nghe đến tên của cậu. Nó gắn liền với thiết kế của ba tòa nhà lớn ở Darmstadt cách đây mấy năm. Dạ, đó là thiết kế của em từ thời trung học, thưa thầy. Điều đó chứng tỏ cậu là một kiến trúc sư có tài, tương lai rất rộng mở. Thế nên không lý do gì để chuyển sang nghiên cứu hóa học cả. Nhưng từ sau khi nghe bài giảng của thầy thì em biết niềm đam mê thật sự của em là hóa học. Nếu được sự chỉ dạy của thầy, em tin em sẽ thành công. Đó chỉ là sự nông nổi của tuổi trẻ thôi. Mẹ cậu cũng đã gọi điện nhờ tôi khuyên cậu. Tốt nhất cậu hãy trở về nhà và xin lỗi mẹ đi. Thưa thầy, nhưng... Mời cậu về cho, tôi đang rất bận. Thưa thầy, thưa thầy, thầy đừng đuổi em mà. Thầy Lai Biết, em không phải nông nổi, em thật sự rất nghiêm túc. Nếu thầy không nhận em vào học, em sẽ đứng ở ngoài này đến khi thầy đồng ý mới thôi. Tùy cậu. Em sẽ chờ, em nhất định phải theo học thầy. Thầy,
Cậu ở đây cả đêm qua sao? Mưa to như thế mà cậu vẫn không về nhà à? Thầy nhận em làm học trò nhé. Em thật sự rất muốn theo học thầy. Cậu thật sự muốn theo đuổi ngành này à? Sẽ rất vất vả và khó khăn đấy. Hơn nữa, cậu lại không được sự ủng hộ của gia đình. Mọi chuyện đều phải tự lo. Cậu có làm được không? Em làm được, xin thầy hãy tin ở em. Khó khăn cách mấy, em cũng vượt qua được. Chỉ cần em theo đuổi được đam mê của mình. Thôi được, tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Thầy, em cảm ơn thầy. Dưới sự hướng dẫn của thầy Lai Biết, Kekule bắt đầu bước vào con đường nghiên cứu hóa học. Trải qua bao khó khăn gian khổ, ông đã thành công và trở thành nhà hóa học vĩ đại của nhân loại. Tên tuổi của ông gắn liền với lý thuyết về cấu trúc vòng benzen. Ông là Auguste Kekule. Cái cột đen. Chào cậu cột đen. Chào cậu chim nhỏ. Hôm nay có gì trông cậu vui thế? Hôm nay mình vừa bay qua công viên đó. Trận mưa sáng nay khiến cầu vồng mọc lên. Mình đã bay ngang qua cầu vồng. Khung cảnh thật là đẹp. Ôi, cậu thích thế, được bay nhảy khắp nơi, không như tôi suốt ngày phải đứng đây. Dĩ nhiên rồi, vì tớ có đôi cánh, tớ có thể bay đi khắp nơi, được bay giữa làn mây trắng, bay từ cánh đồng đến khu phố, được lang thang trong gió nữa. Ôi, lại mưa rồi, tớ phải bay đi trú mưa đây, tạm biệt. Tạm biệt cậu. Buồn quá, mình suốt ngày bị chôn chân ở đây, chẳng được đi đâu cả, chẳng biết cầu vồng là cái gì. Ôi trời, mấy cái xe này ồn ào nhức đầu quá đi, mau đi đi, ồn ào quá. Kia, thấy rồi, là anh bạn của anh kìa. Là cậu chim nhỏ đấy sao? Và ai kia? Cột đèn ơi, đây là cô bạn của tôi. Chúng tôi vừa gặp nhau hôm qua khi đi tránh mưa đấy. Tôi đã quyết định sẽ cùng cô ấy bay đến cánh đồng phía nam để sinh sống. Chúng mình sẽ cùng nhau xây dựng gia đình nhé. Cậu ấy thật là hạnh phúc. Trời ạ, à, bao giờ mình mới thoát được cái kiếp cột đèn này chứ? Chiếc đèn này hình như bị hỏng mất rồi. Hôm nay tôi mệt mỏi, tôi sẽ không làm việc nữa đâu. Các cậu không có tín hiệu đèn của tôi, các cậu sẽ thoải mái được đi và không còn phải ấn còi inh ỏi nữa. Còn mình sẽ được một ngày nghỉ ngơi đây, sẽ không phải chịu đựng tiếng ồn ào gì nữa. Trời ơi, không lúc nào được yên hết. À! Trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này? Ôi, mẹ ơi, con đau quá. Không sao, không sao đâu con, đừng sợ, có mẹ ở đây. Mẹ ơi, chân con đau quá. Hai mẹ con chị có sao không? Tôi xin lỗi, tại đèn giao thông không hoạt động cho nên để tôi đưa cháu vào viện. Đèn giao thông kiểu gì thế? Tại nó mà gây tai nạn đấy. Là tại mình thật là ích kỷ. Ngã tư đường này thật là đông đúc. May là có cái cột đèn tín hiệu ở đây. Ôi, hóa ra cái công việc vất vả khó khăn này cũng thật đáng tự hào. Ôi, mình cảm thấy yêu công việc này biết mấy. Mình sẽ giữ gìn trật tự nơi đây. Thầy Chu Tê.
xin được theo thầy để học võ. Hai con hãy mau đứng lên đi. Nếu mà thầy không nhận lời, chúng con nhất định không đứng lên đâu. Thôi được, ta đồng ý. Chúng con cảm ơn thầy. Con mèo đó có gì mà ghê gớm thế chứ. Thầy cơ đấy. Tính ra thì tài nghệ của nó có khi chỉ bằng cái móng tay của ta. Nhưng mà kể ra được người khác gọi bằng thầy thì cũng oai thật đấy. Người như mình mới xứng được gọi bằng thầy, được nhận đệ tử chứ. Ôi chao, trông thầy cáo kìa, ai phong làm sao. Ôi, thầy cứ để con. Hay quá, phải thế mới xứng tầm của ta chứ. Xem ra ta cũng phải thu nạp đồ đệ thôi. Nên lấy tên là gì nhỉ? Chẳng nhẽ lại gọi là thầy cáo? Không được, nghe nó quá tầm thường. Gì nhỉ? Thầy gì được nhỉ? Phải rồi, phải lấy nghệ danh là thầy Chu Tê, nghe cho nó hay. Chu Tê nghĩa là chúa tể. Cái tên này sinh ra nghe cứ như là để cho mình vậy. Ôi, thân thủ phi phàm, sức khỏe phi thường, lại còn trí thông minh vượt bậc nữa chứ. Phải về xin mẹ cho đi học thôi. Hay quá, thằng nhỏ nhà tôi dạo này mãi chơi lắm. Cho theo học lớp này tốt quá. Đúng vậy đó, tôi cũng phải gửi hai đứa nhà tôi theo học thầy Chu Tê mới được. Đẹp rồi đây. Kính chào thầy Chu Tê. Tốt lắm, thầy Chu Tê ta là người võ nghệ cao cường, thông minh lanh lợi nhất cánh rừng này. Các đệ tử gặp được ta là may mắn lắm đấy. Chúng đệ tử xin thầy chỉ bảo ạ. Muốn học được hết võ nghệ của ta, các đệ tử chắc phải mất 30 năm là ít. Còn muốn được thông minh lanh lợi như ta thì e rằng có học cả đời cũng chẳng được. Ở cánh rừng này, đến cả những loài mạnh như hổ hay sư tử cũng chẳng phải là đối thủ của ta nữa là. Nhưng thôi, trước tiên cứ khởi động đã nhé. Dạ. Giờ khởi động khớp chân khớp tay cho thật dẻo vào. Thầy đi kiếm cái gì bỏ bụng rồi quay lại đây dạy tiếp. Dạ. Kiếm gì bỏ bụng được nhỉ? Ôi. Ôi. Chết tôi rồi. May quá, suýt chút nữa thì làm mồi ngon cho nó rồi. Nè, nghe nói là hôm nay trong rừng khai giảng lớp học võ thì phải. Đúng rồi, thấy quảng cáo thầy dạy võ tài nghệ cao cường lắm, lại túc trí đa mưu nữa, thân thủ phi phàm, sức khỏe phi thường, trí thông minh vượt bậc cơ mà. Mình bắt đầu nổi tiếng rồi đây. Nhưng mà không biết là ai mà giỏi thế nhỉ? Thật là ngưỡng mộ đó. Ừ, nghe đâu người đó tên là... Chu Tè hay sao ấy? Hả? Chu Tè á? Dám gọi ta là Chu Tè sao? Này, hai tên khỉ nhãi nhép kia, sao dám gọi ta là Chu Tè? Tên ta là Chu Tê. Hay như thế mà các mi dám... Nhớ đó, tên ta là thầy Chu Tê. Chu Tê nghĩa là chúa tể đó, nhớ lấy. Đây rồi, phen này thì chạy đâu cho thoát. Tên cáo hổm hỉnh, thùng rỗng kêu to kia, để xem thầy Chu Tê võ nghệ cao cường đến đâu nào. Tha cho tôi đi. Ôi, phen này mình tôi thật rồi. Nhìn kìa, thầy Chu Tê kìa. Sợ quá tè ra cả quần. Đúng là thầy Chu Tè. Chu Tè. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.